Chiều ngày 26 tháng 4, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố do đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Thủy Nguyên. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Thủy Nguyên có đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban liên quan. Trước đó, đoàn giám sát kiểm tra thực tế kết quả triển khai thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới tại xã Gia Minh. Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Thủy Nguyên triển khai tại hai xã Gia Minh và xã Gia Đức. Giai đoạn 1 năm 2020, xã Gia Minh hoàn thành 6 tuyến đường giao thông dài 2,74 km với tổng vốn đầu tư hơn 29,9 tỷ đồng. Xã Gia Đức hoàn thành 6 tuyến đường giao thông dài 2,56 km với tổng vốn đầu tư hơn 26,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2 năm 2021, xã Gia Minh thực hiện 32 tuyến đường với tổng chiều dài 6,455 km, tổng kinh phí hơn 55 tỷ đồng. Xã Gia Đức thực hiện 24 tuyến đường với tổng chiều dài 9,556 km, kinh phí hơn 103,6 tỷ đồng. Hiện nhà thầu tại hai xã đang tích cực tập trung cao về nhân lực, vật tư, phương tiện, triển khai thi công các công trình đường giao thông nông thôn mới. Dự kiến xã Gia Minh phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2021, xã Gia Đức phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Tại cuộc giám sát, huyện Thủy Nguyên đề nghị thành phố quan tâm bố trí kinh phí thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã. Đối với các xã nằm trong quy hoạch đô thị, đề nghị thành phố, các sở ngành có hướng dẫn cụ thể các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với phát triển đô thị, đặc biệt là quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xem xét bố trí chỗ ở mới tái định cư cho những trường hợp hiến đất để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, những diện tích còn lại không đủ để ổn định đời sống theo quy định. Qua đi kiểm tra thực địa, nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở ngành và giải đáp của xã Gia Minh và xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của huyện Thủy Nguyên thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Huyện và các xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo sự chuyển biến nhận thức mới trong nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị huyện Thủy Nguyên tiếp tục triển khai các công trình dự án nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Gia Minh, Gia Đức đúng quy định, tiến độ, đẩy mạnh giám sát thi công, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư. Bên cạnh thực hiện các công trình giao thông, cần quan tâm thực hiện các tiêu chí như thu nhập bình quân đầu người, môi trường, y tế. Đối với ý kiến kiến nghị của huyện, đoàn giám sát tổng hợp ban hành các nghị quyết phù hợp kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế cuộc sống.